lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế 1884-2024 là sự kiện văn hóa xã hội quan trọng của tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Yên Thế nói riêng, nhằm tri ân các vị thủ lĩnh cùng tinh thần bất diệt của nghĩa quân Yên Thế, tôn vinh những giá trị dân tộc, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do của đất nước và hòa bình cho nhân dân. Lễ hội Yên Thế năm 2024 được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, trong thời gian 3 ngày, từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 dương lịch. Lễ hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều điểm nhấn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân và du khách thập phương về dự hội. Nhằm cụ thể hóa kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế 1884-2024, thành lập ban tổ chức lễ hội gồm 35 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng ban tổ chức lễ hội. Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện và ban tổ chức lễ hội đã ban hành 40 văn bản, tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ của lễ hội. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã đóng góp và cho ý kiến vào các kế hoạch, thông báo tổ chức lễ hội của tỉnh, giới thiệu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện tham gia vào ban tổ chức lễ hội của tỉnh, đóng góp vào chương trình nghệ thuật phục vụ lễ khai mạc và market trang trí lễ khai mạc lễ hội. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra xem xét các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để có phương án nâng cấp, sửa chữa và chuẩn bị tốt nhất phục vụ tổ chức lễ hội. Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện các hạng mục công trình xây dựng tại khu đền thờ Hoàng Hoa Thám và Nghĩa quân Yên Thế. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo nhà thầu hoàn thiện hạng mục cổng nghi môn và mở rộng đường vào di tích. Tổ chức chỉnh trang, trang trí hệ thống đèn chiếu sáng, đèn LED tại các tuyến đường trung tâm của huyện, các điểm di tích và khu vực diễn ra các hoạt động của lễ hội. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an huyện đã huy động tổng số trên 200 cán bộ chiến sĩ gồm Công an huyện và Công an tỉnh, 85 công an viên bán chuyên tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại lễ hội, tăng cường quản lý cư trú, nhà nghỉ, nhà trọ, phòng chống cháy nổ. Công an huyện cũng đã đề xuất với Công an tỉnh trong lễ hội thì Công an tỉnh, phòng cảnh sát phòng cháy cháy sẽ điều động một xe chữa cháy đến thường trực tại khu vực hội. Còn đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy công an huyện thì chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và hướng dẫn đối với các điểm trên trong khu vực tổ chức lễ hội. Trong ngày 14 tháng 3 thì công an huyện sẽ phối hợp với các ngành chức năng và đặc biệt là phòng cảnh sát phòng cháy cháy công an tỉnh để tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn bộ cái công tác đảm bảo an toàn phòng cháy đối với các điểm để tổ chức lễ hội. Cùng với đó, Công an huyện đã phân công các tổ công tác tiến hành kiểm tra, kiểm soát các phương tiện giao thông vi phạm, dẹp hành lang giao thông trên tuyến quốc lộ 17, các địa điểm phức tạp, lập các chốt vòng ngoài lễ hội, chốt hướng dẫn phân luồng giao thông và chốt cứng an toàn giao thông, đảm bảo thông suốt trên các tuyến đường vào khu vực lễ hội, không để tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra trong dịp lễ hội. Với sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Tân Yên, Công an huyện Lạng Giang và Công an huyện Yên Thế, chúng tôi đã chủ động có phương án phân luồng từ xa và có các cái phương án bố trí chắn để hạn chế và không cho phương tiện vào trong khu vực lễ hội, tránh cái tình trạng ùn ứ cục bộ. Và đến thời điểm hiện tại thì báo cáo qua cái công tác triển khai các cái phương án, nhiệm vụ và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì các cái hoạt động của lễ hội đều đã diễn ra đảm bảo an toàn, cũng không có bất cứ cái sự cố gì lớn xảy ra. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Công an tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban tổ chức lễ hội cấp tỉnh, cấp huyện cùng sự nỗ lực của lực lượng an ninh đã góp phần quan trọng vào thành công của lễ hội, bảo đảm an ninh trật tự tại lễ khai mạc và các điểm hoạt động văn hóa thể thao không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội được đảm bảo đúng thời gian, kể cả trên các đường phố, khu vực diễn ra lễ hội và các công sở, cơ quan nhà nước. Công tác y tế, an toàn thực phẩm, công tác hậu cần, đón tiếp khách, công tác quản lý các dịch vụ tại lễ hội được quan tâm chỉ đạo. Công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, an sinh xã hội, đối tượng ăn xin, lợi dụng người khuyết tật bán hàng rong tại lễ hội được thực hiện nghiêm túc. Để lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện và Ban tuyên giáo Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của huyện, các xã thị trấn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lễ hội thông qua các hình thức như tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, tuyên truyền trực quan.
Thực hiện sự lãnh đạo chỉ đạo trên, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện đã tiến hành treo 30 băng vượt đường, hơn 400 cờ các loại, phát 95 băng rôn cho các xã thị trấn để tuyên truyền. Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh dựng 35 pano cỡ nhỏ trên địa bàn huyện tuyên truyền về lễ hội, phối hợp thay mới toàn bộ pano xung quanh sân tượng đài anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Làm mới hệ thống pano khổ lớn và nhỏ ở các cái trục đường huyện, thế rồi trung tâm các xã thị trấn, điểm dân cư đông, xây dựng tuyến đường treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc 1 km tại trung tâm các cái xã thị trấn, khu đông dân cư của 19 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện đã mở chuyên mục kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế trên sóng phát thanh với tổng số 52 lượt chuyên mục và 260 lượt tin bài phát thanh. Thực hiện truyền thanh trực tiếp toàn bộ lễ khai mạc lễ hội đến các đài truyền thanh xã thị trấn, xây dựng 40 tin truyền hình và gần 20 video clip tuyên truyền về khởi nghĩa Yên Thế đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện và các nền tảng mạng xã hội. Trong đó có 2 video clip ghi lại toàn bộ lễ tế và lễ khai mạc lễ hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, chia sẻ, tương tác và nhận được sự đánh giá cao. Đặc biệt, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang tổ chức thành công truyền hình trực tiếp chương trình biểu diễn đội kỵ binh của Bộ Công an và truyền hình trực tiếp lễ khai mạc lễ hội Yên Thế trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang, phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và các cơ quan báo chí của Trung ương và các địa phương, tuyên truyền gần 100 tin bài, ảnh, phóng sự về các hoạt động của lễ hội, cung cấp nhiều hình ảnh đẹp tuyên truyền về huyện Yên Thế và lễ hội Yên Thế cho đơn vị tổ chức sự kiện, phục vụ trình chiếu minh họa tại lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật Bản Hùng ca Yên Thế. Huyện đoàn xây dựng một trailer quảng bá về lễ hội, một video clip giới thiệu về khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám để tuyên truyền quảng bá trên trang fanpage Facebook của huyện đoàn. Các trang fanpage Facebook Yên Thế, Người Yên Thế, Diễn đàn Yên Thế, Ban tuyên giáo huyện ủy, huyện đoàn, công an huyện đã đăng tải hàng trăm lượt tin bài, thu hút hàng triệu lượt người theo dõi, chia sẻ và tương tác về các hoạt động của lễ hội. Giống như mọi năm, lễ hội Yên Thế năm nay gồm phần lễ và phần hội. Trong đó, phần nghi lễ bao gồm nhiều nghi lễ trọng thể và linh thiêng, cụ thể như đại lễ cầu siêu được tổ chức vào ngày 12 tháng 3. Tại đây, chư vị giáo phẩm đã cử hành nghi lễ tâm linh cầu nguyện, chỉ tụng kinh văn, hồi hướng siêu tiến anh linh liệt sĩ, vị quốc vong thân các thời kỳ vì sự độc lập và thống nhất đất nước. Lễ cắt băng khánh thành đình 3 tầng mái thuộc dự án tu bổ tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế diễn ra vào sáng ngày 15 tháng 3. Đền Thề và đồn Phồn Xương là đại bản doanh của cuộc khởi nghĩa Yên Thế, cùng với các công trình phục vụ phòng thủ, chiến đấu, sản xuất năm xưa. Thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám đã cho xây dựng ngôi đình 3 tầng mái có quy mô bề thế, làm nơi tổ chức những cuộc tế lễ, mở hội, sinh hoạt văn hóa cho nghĩa quân và nhân dân trong vùng. Trải qua các cuộc chiến tranh, ngôi đình bị phá hủy hoàn toàn. Ngày 2 tháng 3 năm 2021, công trình xây dựng đình 3 tầng mái được khởi công với tổng giá trị dự toán xây lắp 33 tỷ đồng. Công trình hoàn thành với các hạng mục gồm đình, hai sân tả, hữu bao quanh là hệ thống tứ trụ, bốn góc xây gạch kết hợp với cổng và tường rào. Đình có diện tích khoảng 600m², hình thức kiến trúc trồng diêm 3 tầng mái, tổng chiều cao công trình gần 15m. Mặt bằng đình hình chữ nhất gồm 3 gian hai trái, có 6 hàng cột bằng gỗ lim, mái lợp ngói mũi hài phục chế, nền nhà lát gạch bát nung phục chế, miết mạch chữ công. Dự án hoàn thành góp phần bảo tồn các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của di tích đình 3 tầng mái, thu hút du khách đến tham quan, tế lễ và giáo dục lịch sử cho nhân dân. Lễ cắt băng khánh thành, đền thờ anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và Nghĩa quân Yên Thế được tổ chức vào sáng ngày 16 tháng 3. Dự án xây dựng đền thờ Hoàng Hoa Thám và Nghĩa quân Yên Thế cùng công trình phụ trợ được khởi công từ ngày 19 tháng 5 năm 2023 với tổng mức đầu tư 184,4 tỷ đồng. Trong đó có 99,6 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, còn lại từ nguồn ngân sách. Trên diện tích gần 1,5 hectare thuộc diện tích mở rộng của khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám thị trấn Phồn Xương, dự án được xây dựng với các hạng mục
đền thờ, nhà tả bu, hữu vu, lầu chuông, lầu trống, nghi môn, nhà thủ từ, nhà che mộ bà Hoàng Thị Thế. Theo thiết kế, đền thờ được xây dựng với kiến trúc mặt bằng chữ công, gồm tòa tiền bái, trung cung và hậu cung. Tòa tiền bái có 5 gian, kiến trúc khung vì kèo gỗ 6 hàng chân cột, 2 tầng mái và 8 mái đao cong. Tòa trung cung có kiến trúc kiểu phương đình 3 gian, 2 tầng, 8 mái đao cong. Tòa hậu cung có 3 gian, hành lang chạy xung quanh. Đền thờ Hoàng Hoa Thám và các hạng mục trong khu di tích là một quần thể những công trình tâm linh văn hóa với kiến trúc mang tính truyền thống. Trong đó, nhiều hạng mục được thực hiện công phu tỉ mỉ, khắc họa sâu sắc các giá trị văn hóa, tinh thần và đậm đà bản sắc dân tộc. Công trình sau khi hoàn thành bảo đảm kết nối hài hòa với hệ thống các di tích, cảnh quan đã có, tôn thêm ý nghĩa và giá trị quần thể khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn của nhân dân, du khách khi tới Bắc Giang, là địa chỉ giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử, tôn vinh thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân. Lễ tế, lễ dâng hương được tổ chức chiều ngày 15 tháng 3 tại đền thờ anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện lễ tế trời đất, tế thần thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế, nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ hôm nay, tri ân đến các anh hùng nghĩa sĩ, nghĩa binh, dân binh, xả thân vì dân, vì nước. Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Thế, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các xã thị trấn cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã tổ chức dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước anh linh thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám, nghĩa quân Yên Thế, cùng các anh hùng nghĩa sĩ, nghĩa binh, dân binh đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ quê hương, đất nước, bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc. Cũng tại đây, lãnh đạo huyện đã trao 140 cây lim xanh giống ứng với 140 năm khởi nghĩa Yên Thế cho đại diện các xã thị trấn trong huyện để trồng nhân giống loài cây quý thiên nhiên ban tặng cho quê hương Yên Thế. Lễ phóng sinh được tổ chức vào chiều ngày 15 tháng 3. Đây là nghi lễ nhằm khơi lại nét sinh hoạt tín ngưỡng của nghĩa quân Yên Thế năm xưa với mong muốn một cuộc sống hòa bình, tự do, độc lập, không phải chịu cảnh chim lồng cá chậu. Qua đây giúp người dân am hiểu hơn về Hoàng Hoa Thám và cuộc khởi nghĩa Yên Thế đầy oanh liệt. Trong không khí vui tươi phấn khởi chờ đón của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương, lễ khai mạc lễ hội Yên Thế 2024 được tổ chức long trọng và trang nghiêm vào sáng ngày 16 tháng 3 với sự có mặt của các đại biểu đại diện cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các tỉnh bạn, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện bạn trong và ngoài tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã thị trấn trong huyện Yên Thế, con cháu cụ Đề và bà Ba Cần cùng đông đảo nhân dân trong huyện, cùng du khách thập phương về dự hội. Lễ khai mạc được tổ chức với quy mô hoành tráng, truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Giang, tiếp sóng trên 42 đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước, được Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Yên Thế truyền thanh trực tiếp đến các đài truyền thanh các xã, thị trấn trong huyện. Điểm nhấn của lễ khai mạc lễ hội Yên Thế năm 2024 là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Bản Hùng ca Yên Thế. Chương trình được dàn dựng quy mô hoành tráng, công phu, mang tính sử thi nhằm ca ngợi công lao của thủ lĩnh Lương Văn Nắm, anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám cùng các nghĩa quân Yên Thế đã anh dũng chiến đấu chống thực dân Pháp trong những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Chương trình nghệ thuật đã tái hiện được những giá trị lịch sử của phong trào khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913, in đậm giá trị văn hóa lịch sử, tính nhân văn một thời chống giặc ngoại xâm của nông dân Yên Thế. Chiều ngày 15 tháng 3, tại nhà trưng bày khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế. Có khoảng 180 hình ảnh, tư liệu hiện vật tiêu biểu về cuộc khởi nghĩa Yên Thế gắn với hình ảnh thủ lĩnh Lương Văn Nắm, tức Đề Nắm và anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám, tức Đề Thám được sắp xếp theo các chủ đề. Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, giai đoạn đầu của phong trào khởi nghĩa Yên Thế do Lương Văn Nắm lãnh đạo, phong trào khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo.
Chúng tôi cũng muốn tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đến toàn thể người nhân dân và du khách hiểu hơn về cái lịch sử, cái bối cảnh lịch sử, cái vai trò, cái ảnh hưởng rất là lớn lao của cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế và cái ý chí quật cường của người dân Việt Nam nói chung và nhân dân Yên Thế Bắc Giang nói riêng, là luôn luôn có một cái lòng tự hào dân tộc và ý chí quật cường trước mọi sức mạnh của kẻ thù, cũng không hề run sợ. Em vào cũng thấy một sự bất ngờ vì mọi người đã có thể lưu giữ được những hiện vật đến ngày nay, để có thể những người học sinh, những giới trẻ chúng em có cơ hội được tiếp xúc với lịch sử của quê hương cũng như là lịch sử của nước nhà và thêm yêu quê hương mình hơn. Chương trình biểu diễn của đội kỵ binh Bộ Công an diễn ra vào tối ngày 15 tháng 3 và sáng ngày 16 tháng 3 với 40 ngựa, trên 100 chiến sĩ điều khiển ngựa và thực hiện quân nhạc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Bắc Giang. Đi đầu là đội nghi lễ Công an Nhân dân diễu binh tạo không khí trang nghiêm tự hào. Tiếp đó, đội kỵ binh biểu diễn các kỹ thuật điều khiển ngựa là những động tác, kỹ năng phục vụ công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm như kỹ thuật điều khiển ngựa giải phóng hai tay, điều khiển ngựa chạy đại, kết hợp thao tác sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, kỹ thuật bật lên, xuống ngựa trong trường hợp khẩn cấp. Oai hùng, mạnh mẽ, vững chãi là những gì khán giả cảm nhận được khi xem biểu diễn. Rất là khấn khởi, cái thứ nhất, cái hai là cũng không phục cái tinh thần của các chiến sĩ, bởi vì cái này nó phải rèn luyện rất là lâu mới có thể là trình diễn được như thế, chứ không phải một sớm một chiều mà làm được cái này. Màn biểu diễn kỵ binh đặc biệt hấp dẫn là nét mới, điểm nhấn trong lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế, góp phần tạo không khí trang nghiêm, tự hào, giúp người dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển của lực lượng cơ động kỵ binh Việt Nam. Đoàn biểu diễn nghệ thuật của Bộ Công an được tổ chức vào tối ngày 16 tháng 3 tại sân khấu sự kiện. Chương trình nghệ thuật đặc biệt được mang tên Bản Hùng Ca Yên Thế, với trên 80 cán bộ, chiến sĩ, diễn viên của nhà hát Hồ Gươm tham gia biểu diễn, thu hút đông đảo nhân dân đến xem. Chương trình đã góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân luôn thân thiện, gần gũi với quần chúng nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Chương trình hát quan họ trên thuyền diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tháng 3 tại Hồ Sinh Thái, khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám. Trên chiếc thuyền rồng buông trôi mặt nước, các liền anh liền chị đến từ câu lạc bộ quan họ trong huyện đã biểu diễn những làn điệu dân ca quan họ mượt mà, đằm thắm, mang đậm nét văn hóa của người dân vùng Kinh Bắc xưa. Sự tinh tường trong nghề chơi quan họ, sự tinh tế lịch lãm trong đối đáp của các liền anh, sự duyên dáng của các liền chị trong tà áo mứa 3, mứa 7 đã tạo nên sức hấp dẫn kỳ lạ với du khách, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân trong vùng và du khách thập phương về dự hội. Đây là hình thức sinh hoạt văn hóa văn nghệ được tổ chức thường niên tại lễ hội Yên Thế trong những năm qua. Đây là dịp để du khách và đông đảo nhân dân thưởng thức các làn điệu quan họ đặc sắc của quê hương, qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy những bản sắc văn hóa dân tộc. Ngay sau lễ khai mạc lễ hội, tại Hồ Sinh Thái đã diễn ra hoạt động nghệ thuật múa rối nước do các nghệ sĩ của phường Rối Nước Lui Lâu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh biểu diễn. Múa rối nước là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian đặc trưng cho nền văn minh lúa nước lâu đời của người Việt. Chương trình nghệ thuật múa rối nước tại lễ hội Yên Thế có 16 tiết mục dân gian được dàn dựng công phu như múa rồng, múa tiên, hái cau mời trầu, hát quan họ màn giã bạn, đám cưới chuột, cáo bắt vịt, cây bừa cây lúa, xay lúa giã gạo, tiểu giáo đầu, em bé chân trâu thổi sáo, trọi trâu đấu vật. Qua sự trình diễn của các nghệ sĩ được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm cùng với sự đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, thủy đình, con rối, âm thanh, ánh sáng, giúp du khách được thực sự hòa mình vào trong không gian nghệ thuật mang đậm phong cách văn hóa Việt Nam và để lại trong lòng du khách những cảm xúc thú vị về một loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Hội chợ thương mại du lịch với chủ đề Về miền Yên Thế diễn ra từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 3 với hơn 100 gian hàng, qua đó đã trưng bày, kinh doanh, giới thiệu các sản phẩm phong phú và đa dạng như hàng dệt may, ẩm thực, sản phẩm nông nghiệp, đồ điện tử, dụng cụ gia đình, thiết bị y tế đã thu hút được đông đảo nhân dân đến tham quan và mua hàng. Những cái mặt hàng của Việt Nam thì sản xuất ra ấy, thì ngày một chất lượng hơn và có mẫu mã đẹp và cũng đáp ứng được cái yêu cầu của người dân Việt Nam. Thế và giá cả thì hợp lý. Tôi rất mong muốn rằng là
tất cả các những cái mặt hàng của Việt Nam ấy sẽ được người dân Việt Nam đón nhận và sản xuất nhiều những cái mặt hàng để đáp ứng được cái nhu cầu của người dân và cũng tạo công ăn việc làm cho bà con nhân dân. Dịp lễ hội Yên Thế, huyện đã tổ chức gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của huyện tại sân sự kiện. Có 11 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp của huyện với 20 hợp tác xã, doanh nghiệp có sản phẩm chủ lực tham gia trưng bày tại các gian hàng của huyện. Có 33 sản phẩm ô cốp, 8 sản phẩm đặc trưng, tiềm năng. Cùng với đó, huyện cũng bố trí 4 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của các huyện bạn gồm huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Hội trại thanh niên được diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 16 tháng 3 với chủ đề Hào khí đất thiêng, khát vọng vươn xa. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự tham gia biểu diễn của hơn 200 diễn viên là đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Các tiết mục biểu diễn thể hiện lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng dấn thân, khát khao muốn được khẳng định và sáng tạo, tiên phong, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước của các thế hệ đoàn viên, thanh niên. Có tổng số 24 đơn vị tham gia 24 trại. Tại hội trại đã diễn ra các nội dung như thi văn nghệ, đốt lửa trại, thi trại đẹp và tổ chức hoạt động trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu. Kết thúc hội trại, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho đơn vị trường Trung học phổ thông Bố Hạ, xã Xuân Lương, trao 4 giải nhì, 8 giải ba và 9 giải khuyến khích. Hội trại truyền thống thanh niên huyện Yên Thế được tổ chức thường niên thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ tại hội trại, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ huyện nhà trong việc tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần tuyên truyền, quảng bá du lịch địa phương. Liên hoan dân vũ khiêu vũ huyện Yên Thế năm 2024 được tổ chức tại sân vận động huyện, có 16 trên 19 xã thị trấn đăng ký tham gia. Kết quả, ban tổ chức đã trao 4 giải toàn đoàn cho các đơn vị gồm xã An Thượng, xã Đồng Kỳ, thị trấn Phồn Sương và thị trấn Bố Hạ, trao 6 giải B và trao 6 giải C cho các đơn vị còn lại, đồng thời trao các giải các tiết mục xuất sắc tại liên hoan. Hội thi Yên Thế Trong Tôi được tổ chức vào ngày 12 tháng 3 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện, với 20 đội thi là học sinh các trường trung học cơ sở, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn huyện tham gia. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải A cho đơn vị trường phổ thông dân tộc nội trú Yên Thế và trung học cơ sở Tân Sỏi, trao 6 giải B, 12 giải C cho các đơn vị còn lại. Cùng với các hoạt động khác, Hội Sinh vật Cảnh huyện Yên Thế cũng tham gia triển lãm tại lễ hội từ ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 17 tháng 3 với tổng số 140 tác phẩm cây cảnh độc đáo, tương ứng với 140 năm khởi nghĩa Yên Thế. Qua cái triển lãm cũng là một cái sân chơi động viên anh em hội viên tích cực tham gia trong cái việc là chơi sinh vật cảnh. Thứ nhất ý, là đảm bảo về cái việc là hưởng ứng cái môi trường. Cái thứ hai là gì, cũng phát triển kinh tế để mà tăng cái thu nhập và đồng thời là làm đẹp cho quê hương. Giải vô địch anh tài vật dân tộc quốc gia thi đấu từ ngày 12 đến 16 tháng 3 do Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Vật Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Giang và Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế phối hợp tổ chức. Có 10 tỉnh, thành phố và 2 đơn vị, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, với 100 vận động viên tham gia giải. Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho đoàn Hà Nội, giải nhì toàn đoàn cho đoàn Bắc Giang và giải ba toàn đoàn cho đơn vị Vĩnh Phúc. Là một trong những hoạt động tại lễ hội Yên Thế diễn ra sớm nhất, giải bóng chuyền hơi trung cao tuổi có 19 trên 19 xã thị trấn đăng ký tham gia. Được tổ chức khai mạc giải và thi đấu từ ngày 2 tháng 3 tại 3 cụm, phía Đông, cụm trung tâm và cụm vùng cao. Kết quả nhóm nam, giải nhất thuộc về đơn vị xã Đồng Tâm, giải nhì thuộc về xã Tam Hiệp, thị trấn Bố Hạ và xã Xuân Lương đồng giải ba. Kết quả nhóm nữ, nhất xã Tân Hiệp, nhì xã Tân Sỏi, thị trấn Phồn Sương và xã Xuân Lương đồng giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao các giải tư và nhiều giải khuyến khích cho các đơn vị. Tiếp đó, giải đề gậy học sinh cấp trung học cơ sở được tổ chức thi đấu tại sân Giới Võ vào ngày 13 tháng 3 với sự tham gia của 66 vận động viên thi đấu ở 12 hạng cân gồm 6 hạng cân dành cho nam từ 41 đến 56 kg và 6 hạng cân dành cho nữ từ 35 đến 50 kg. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 48 giải, 12 giải nhất, 12 giải nhì, 24 giải ba.
Giải kéo co tổ chức tại sân vận động huyện có 19 trên 19 xã thị trấn đăng ký tham gia. Kéo co là trò chơi dân gian thể hiện trí tuệ, tinh thần đồng đội, giải nhằm cổ vũ, động viên cán bộ hội viên nông dân và nhân dân tích cực rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội, đưa các phong trào nông dân từng bước phát triển, góp phần xây dựng quê hương yên thế ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kết quả giải nhất kéo co thuộc về xã Canh Nậu, nhì thuộc về xã Tam Hiệp, hai đơn vị Xuân Lương và Đồng Tâm đồng giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 15 giải khuyến khích cho các đơn vị. Giải bắn nỏ được tổ chức tại sân vận động huyện vào ngày 16 tháng 3. Đây là dịp để các vận động viên thi đấu cọ sát, thể hiện tài năng, giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, đồng thời là dịp để các đội tuyển, câu lạc bộ bắn nỏ các xã thị trấn tuyển chọn ra những vận động viên xuất sắc, từ đó có kế hoạch đào tạo để tham gia các giải đấu do các cấp, các ngành tổ chức. Giải bắn nỏ được tổ chức thường niên vào các dịp lễ hội trên địa bàn huyện, góp phần lưu giữ phát triển môn thể thao dân tộc tại địa phương. Kết thúc giải bắn nỏ, ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho xã Đồng Tiến, giải nhì cho câu lạc bộ bắn nỏ của xã Đồng Tiến, đồng giải ba cho đơn vị Xuân Lương và Canh Nậu, đồng thời trao các giải nhất, nhì, đồng giải ba, cá nhân nam, nữ cho các vận động viên đạt thành tích cao. Giải cờ tướng mở rộng được tổ chức tại thị trấn Phồn Xương và sân tượng đài Hoàng Hoa Thám, gồm có 80 vận động viên tham gia. Kết thúc, ban tổ chức trao một giải nhất, một giải nhì, đồng giải ba cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc. Nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội kỷ niệm 140 năm khởi nghĩa Yên Thế, giải chạy dê thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân và du khách. Nói chung là vui, nói chơi là vui là chủ yếu, nhưng mà nói thật thua thắng không thành vấn đề, nhưng mà chủ yếu là vui, nhưng mà đưa qua chung kết thì là vui hơn. Hy vọng là thôi thì cũng chăm sóc nên là cố gắng là để đạt được thành tích tốt nhất. Vòng loại của giải được tổ chức tại lễ hội Đình Xuân Lung, vòng chung kết tổ chức tại lễ hội vào ngày 16 tháng 3. Có 16 dê tham gia thi đấu ở các hạng cân. Kết quả hạng trên 50kg, giải nhất thuộc về xã Đồng Tiến. Hạng dưới 40kg, giải nhất thuộc về xã Canh Nậu. Cùng với đó, ban tổ chức cũng trao các giải nhì, ba, khuyến khích. Dê số 01 vẫn đang chủ động đấy. Vâng, dê số 01 vẫn là chủ động. Dê số 7 đang nhường dê số 1 để rồi dê số 1 vẫn chủ động. Giải vô địch bóng đá nữ được tổ chức tại sân cỏ nhân tạo Huy Anh, thị trấn Phồn Xương. Có 19 trên 19 đội bóng đá nữ các xã thị trấn tham gia. Kết quả giải nhất thuộc về đội bóng đá nữ xã Đồng Lạc, giải nhì thuộc về đội bóng đá nữ xã Hương Vĩ, hai đội bóng đá nữ xã Tân Hiệp và Hồng Kỳ đồng giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 4 giải khuyến khích và nhiều giải phụ hấp dẫn để động viên, khích lệ phong trào. Một trong những nội dung khai mạc sớm nhất, sôi động và hấp dẫn nhất, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ nhất là giải vô địch bóng đá nam huyện Yên Thế năm 2024. Đây cũng là một trong các hoạt động hội được mong chờ nhất trong dịp lễ hội Yên Thế hàng năm. Diễn ra tại sân vận động huyện, phát trực tiếp trên mạng xã hội fanpage của huyện đoàn Yên Thế 98 Media Pro. Giải bóng đá nam năm nay có 16 đội bóng đến từ 16 xã thị trấn tham gia. Trải qua hàng chục trận vòng loại, tứ kết, bán kết căng thẳng, kết quả đã chọn ra hai đội xuất sắc nhất thi đấu trận chung kết. Đó là đội bóng đá nam xã Đồng Hưu và đương kim vô địch của giải thị trấn Bố Hạ. Sau thời gian thi đấu chính thức với nhiều pha bóng hay, hấp dẫn kịch tính, chất lượng chuyên môn cao, hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều và phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi. Với tâm lý bình tĩnh, độ chính xác cao, cộng thêm một chút may mắn, đội bóng đá nam xã Đồng Hưu đã vượt qua đội thị trấn Bố Hạ để giành chức vô địch năm nay. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao huy chương và cúp vàng cho đội tuyển vô địch xã Đồng Hưu, trao huy chương bạc cho đội thị trấn Bố Hạ, các đơn vị xã Tam Tiến, thị trấn Phồn Xương đạt huy chương đồng. Ngoài ra, trao nhiều giải phụ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Giải vô địch bóng đá nam huyện Yên Thế năm 2024 là sân chơi bổ ích giúp các vận động viên rèn luyện sức khỏe, phát huy năng khiếu, sở trường của bản thân, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng phong trào bóng đá trên địa bàn huyện ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Có thể khẳng định với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của ban tổ chức lễ hội cấp tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ban tổ chức lễ hội cấp huyện, sự vào cuộc tích cực của các ngành, thành viên, các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn, cùng sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân địa phương. Lễ hội Yên Thế năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Lễ hội Yên Thế là một cái di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Và đây là cái lễ hội truyền thống hàng năm. Năm 2024 là kỷ niệm 140 năm của khởi nghĩa Yên Thế. Chính vì vậy mà lễ hội 2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp là chủ trì tổ chức thực hiện cái lễ hội. Và lễ hội năm nay cũng có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Và chúng tôi thấy rằng là đây là sự kiện lớn và rất đặc biệt. Chính vì vậy mà chắc chắn sẽ có rất nhiều du khách cũng như nhân dân tham dự lễ hội. Xác định được cái quy mô như vậy và cũng đánh giá là cái công tác chuẩn bị cần phải có cái sự tập trung cao nhất để làm sao lễ hội diễn ra thành công, thì từ cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế cũng đã chủ động đóng góp ý kiến vào cái kế hoạch dự thảo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chủ động xây dựng cái kế hoạch tổ chức lễ hội Yên Thế năm 2024. Tham mưu thành lập ban chỉ đạo, thế rồi là thành lập ban tổ chức lễ hội, cũng như là thành lập các cái tiểu ban để tham mưu triển khai tổ chức lễ hội theo đúng những cái nội dung kịch bản và dự kiến theo cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thế và lễ hội diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 17 tháng 3 năm 2024, có thể nói rằng đã thành công rất tốt đẹp. Lễ hội cũng để lại những cái ấn tượng hết sức là sâu sắc trong lòng du khách. Và đây là những ký ức mà chắc là khó phai đối với những người đã về tham dự lễ hội, cũng như là con em nhân dân Yên Thế ở trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trong năm 2024, thì lễ hội Yên Thế được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Ngoài những cái nội dung truyền thống như lễ tế vào chiều ngày 15, lễ khai mạc vào sáng ngày 16 và các cái hoạt động tại lễ hội như mọi năm, thì năm nay lễ hội do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thì các cái chương trình đều được đòi hỏi cao hơn rất nhiều về mặt chất lượng. Ví dụ như là chương trình khai mạc, lễ cắt băng đình Ba Thằng Mái, lễ cắt băng khánh thành đền thờ anh hùng dân tộc Hoàng Hóa Thám và Nghĩa Quân. Đồng thời cũng như là tổ chức các cái sự kiện mà trong lễ hội chưa bao giờ có, đó là các cái hoạt động của các cái đoàn nghệ thuật do Bộ Công an trực tiếp về tham gia biểu diễn tại lễ hội. Ví dụ như là đoàn kỵ binh, đoàn kèn đồng, rồi là đoàn trống của Học viện Cảnh sát, cũng như là đoàn nghệ thuật Hồ Gươm của Bộ Công an. Đây là những nội dung rất mới của lễ hội. Thế và cái quá trình tổ chức lễ hội thì giữa Ủy ban dân huyện đã có cái sự phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành của tỉnh để chuẩn bị rất là công phu từ kịch bản, chương trình, cũng như cái quá trình tổ chức thực hiện. Do có cái sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chính vì vậy mà cái nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự là được đặt ra một cách cao nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng như các đồng chí lãnh đạo ở các bộ ngành và tỉnh, cũng như du khách thập hương về dự lễ hội. Thế và cái số lượng du khách về dự với lễ hội hôm nay theo ước tính gần 200.000 người, mặc dù đông như vậy nhưng chúng tôi cơ bản đảm bảo tốt về an ninh, trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Và quá trình tổ chức ấy thì nhận được cái sự đồng thuận ủng hộ rất là lớn và đánh giá rất cao của người dân. Cái quá trình đạt được những cái kết quả như vậy, đó là cái sự chỉ đạo hết sức là chặt chẽ, sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện, của ban chỉ đạo cũng như ban tổ chức lễ hội. Và lễ hội Yên Thế diễn ra đã để lại cho trong lòng du khách những cái ký ức không bao giờ quên. Đặc biệt là tham dự một cái lễ hội đầy ý nghĩa với những cái chương trình hết sức hoành tráng, được tham quan những cái công trình rất là mới mẻ, rất là độc đáo nhưng cũng đầy tính trầm mặc của một cái công trình tâm linh. Thông qua cái tổ chức lễ hội thì cũng đã khơi dậy rất là lớn cái lòng tự hào của người dân Yên Thế. Thông qua đó mà thúc đẩy cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Yên Thế nỗ lực hơn nữa trong lao động, học tập và công tác
để xây dựng quê hương Yên Thế ngày càng phát triển giàu mạnh, xứng đáng với một miền quê, xứng đáng với nơi đã diễn ra cuộc khởi nghĩa Yên Thế năm xưa của cụ Hoàng Thám. Để có một lễ hội thành công như đã đánh giá ở trên thì tôi cũng đánh giá rất là cao cái sự cố gắng nỗ lực của ban tổ chức, các thành viên ban tổ chức, các cái tiểu ban, đặc biệt là đánh giá rất là cao đối với lực lượng công an liên quan công tác đảm bảo an ninh trật tự, các cái lực lượng khác đảm bảo về cơ sở vật chất, rồi là xây dựng các cái kịch bản tổ chức đón tiếp khách hết sức là chu đáo. Cái quá trình triển khai chuẩn bị rất là dài, rất là vất vả, nhưng anh em không quản ngại khó khăn và đã hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ. Chúng tôi cho rằng sự cố gắng của từng cá nhân cũng như là của cả tập thể đã góp phần hết sức quan trọng để chúng ta tổ chức thành công lễ hội. Nhất giờ nhiều cái chương trình cho bổ ích cho mọi người đấy, nói chung là kể từ vật thể thao các kiểu đấy, rồi cơm liêu đấy, nói chung là lễ hội năm nay thì so nổi bật hơn với mọi năm là năm nay được tỉnh hỗ trợ mở rộng ra để cho nhân dân được đón nhận những cái di sản văn hóa của địa phương. Lễ hội Yên Thế năm 2024 đã thu hút khoảng 15 vạn nhân dân, du khách thập phương đến dự, tham quan, học tập, nghiên cứu. Nội dung của phần nghi lễ được tổ chức trang trọng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, hấp dẫn, mang đặc trưng của địa phương, có nhiều đổi mới, ấn tượng, tạo không khí phấn khởi, vui tươi trong các tầng lớp nhân dân. Lễ hội Yên Thế năm 2024 đã có phần giới thiệu, quảng bá đến bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh về huyện miền núi Yên Thế anh hùng, ngày càng đổi mới, năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, tinh thần mến khách và nhiều tiềm năng vươn xa. Giặc đến đây không có còn...